Bạch Phương, nhà thiết kế áo cưới. Và công việc của mình là làm đẹp cho khách hàng, cho các cô dâu tương lai. Vì thế mình luôn muốn hướng đến cái việc mà mọi người mỗi lần xuất hiện trước khách hàng, còn mỗi khi lên hình đều phải rất là chỉnh chu và khiến mình tự tin. Mình đã lựa chọn tới ba cái liệu trình khác nhau của cho sản beauty, đó là liệu trình làm cân đối gương mặt, liệu trình thon gọn gương mặt và liệu trình cắt đẹp được cả, với hy vọng rằng gương mặt của mình sẽ đẹp một cách tự nhiên và hoàn hảo hơn. Trước đây thì mọi người đều quan niệm là cái phần gương mặt của mình, cái khung xương là cái việc mà không thể thay đổi được, trừ khi là mình tác động bằng dao kéo hoặc bằng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bằng những cái phương pháp ví dụ như là tiêm botox. Nhưng mà khi mà mình đã thực hiện cái liệu trình thon gọn gương mặt này rồi thì mình mới cảm thấy là thật sự là cái khung gương mặt của mình bằng xương, là xương khó để thay đổi được bằng chỉ bằng những động tác bằng tay thôi. Và kết quả của liệu trình là mình có thể cảm nhận được, tự mình cảm nhận được là cái phần xương hàm của mình nó được gọn hơn và được đẩy vào trong rất là nhiều. Và mình rất là ngạc nhiên khi mà những cái kết quả được thể hiện trên cái mặt nạ thạch cao trước và sau khi liệu trình, cũng như là trên cái hình ảnh phân tích gương mặt của mình trước và sau khi mình làm liệu trình thì có thể thay đổi rất là rõ ràng.얼굴에 전체적으로 볼살이 좀 많은 편이어서 탄력을 같이 들이면서 볼살 빼는 관리를 위주로 관리를 해드려서 지금보다 훨씬 더 얼굴이 작아 보이고 입체감 있게 관리를 해드렸고요. 이목구비 같은 관리 같은 경우에는 눈, 코, 입을 집중적으로 관리해드려서 눈에 이제 반달눈이 될 수 있게 관리를 해드렸고, 코 같은 경우는 코뼈인 귀가뼈를 이제 모으고 올려드려서 수술만큼은 아니더라도 조금 더 높아 보일 수 있게 관리를 해드렸습니다. 입술은 입주위 근육을 이제 전체적으로 풀어드리면서 아래 입술을 좀 두툼하게 만들고 이제 웃는 모습이 조금 더 이쁘고 자연스러워 보일 수 있게 하게 됐습니다. 과연 cái việc mà hiệu quả trong từng liệu trình thì cơ sở vật chất cũng như là trình độ chuyên môn của cô viện trưởng cũng như là các kỹ thuật viên thì đều rất là tốt và khiến mình rất là hài lòng. Và cái việc mà khiến mình đúng ý nhất là việc các bạn kỹ thuật viên cũng như cô viện trưởng và các bạn tư vấn viên không chỉ chăm sóc mình khi mình có mặt tại Johnson Beauty, mà các bạn hướng dẫn mình để mình tự thay đổi tư thế, tự chăm sóc tại nhà. Và đó là cái điều mà mình đánh giá rất là cao khi mà mình sử dụng dịch vụ của Johnson. Mình muốn có một lời khuyên này mọi người, đó là trước khi mà lựa chọn một phương án có thể mạo hiểm, có thể gây đau đớn như là cái việc phẫu thuật thẩm mỹ, mọi người có thể tham khảo đến những cái phương pháp hoàn toàn là tự nhiên và rất là an toàn, giống như là những cái dịch vụ mà bên Johnson Beauty đã cung cấp.